Lần này nhá, ngon quá trời luôn. Ngon quá, ngon cho con ngủ đi. Trời ơi, chị Trang mới ăn xong con miếng mà con hút hắt hai miếng rồi đang dính nhanh dữ vậy. Cây nến này dài bao nhiêu cm vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Điện vô đi Vinh. Trang chỉ em làm toán hả Trang? Dạ. Thử cái thang, mẹ có mua mì gì cho hai đứa ăn nè. Yeah. Mà con ngán mì nước quá mẹ ơi. Mẹ có món gì làm tới mì mà không ngán á mẹ? Vậy mẹ làm mì xào cho hai đứa ăn nha. Thôi mì đó có ăn mà con cũng ngán rồi. À mẹ nhớ cái món này rồi, đảm bảo hai đứa con sẽ thích. Mẹ sẽ làm món mì chiên trứng nhỏ. Con nghe cái món nó có trứng chiên là con thích rồi. Trứng chiên không phải mẹ chiên bình thường đâu, mẹ trộn với mì, mẹ chiên giòn lên, tụi con chấm tương ớt ăn là hết sảy luôn á. Con nghe cái món đó con thèm lắm rồi mà. Mẹ làm cho con gì đi. Thôi vô ăn thử thôi chứ mẹ làm rồi ăn liền nha. Rồi đây làm như vậy để mẹ làm cái món mà mì trứng chiên giòn nha Trang. Bao gồm là mì tôm, trứng gà, hành lá với lại củ hành tím. Bây giờ mẹ sẽ bỏ mì vô, mẹ chiên sâu vô, trụng cho nó chín chắc đầu vớt ra chiên vậy đơn giản lắm ha. Giờ con sắc hành nhĩ mẹ đi. Dạ. Trời ơi, chị vào cay mắc quá. Chị vào mà chị không cay thì Vinh cay. À chị biết rồi, bây giờ Vinh bào đi chứ không cay đâu. Đúng rồi đó con, bào cũng hành là ưa bị cay mắt lắm. Bây giờ mẹ vớt mì lên ta ráo rồi mẹ chiên một khẩu lớn luôn nha Trang. Sau khi mẹ vớt mì cho ráo rồi bây giờ mình sẽ đặt trứng gà vô trong cái tổ mẹ quậy lên nha Trang. Dạ. Này mình làm cái hộp gà đi nó sẽ béo hơn cái hộp gà ta của mình. Bỏ một hành tím vô, con muốn ăn ít là nhiều, muốn bỏ nửa thôi. Nhưng con củ hành được không? Con bỏ hành lá luôn nha Trang. Rồi bây giờ mẹ sẽ tận dụng cái bịch bột niêm ở trong có mì nè, mẹ bỏ vô luôn. Do mì của mình á, bình thường nó cũng đã nặng rồi nên mình mẹ sẽ niêm ít thôi. Rồi. Rồi, trứng nó tan đều rồi, bây giờ mẹ sẽ đổ mì vô cái nồi. Dạ. Bắt đầu mẹ rưới trứng lên, mẹ đem chiên. Cho đều lên. Rồi xong, bây giờ mẹ lấy chảo bắt dầu lên chiên nữa là có ăn nha Trang. Mình chế dầu cho cái đáy chảo nó bám vô thôi, đừng chế nhiều quá nha Trang. Lát nữa cho mì mình nó không có bị khét ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô dầu đấm ha. Đó, nghe tèo tèo không? Này á, khi mà mình làm á, mình để cái lửa vừa vừa thôi, cho nó chín nó vàng vừa tới thôi, đừng có áp quá nó khét. Cái này mình chiên lớp dưới cho nó vàng, cái bắt đầu mình đỡ trở bề nữa là xong nha Trang. Rồi mẹ chiên nãy giờ lâu có mùi thơm rồi Trang ơi, để mẹ trở để nó khét nha. Wow, mẹ làm cái ổ bự quá, giờ nó có đó. Wow. À trời ơi, cái này là mì trứng chiên giòn là ăn đúng bài luôn Trang. Mẹ nghe thơm quá rồi Trang ơi, để mẹ vớt ra. Wow. Wow. Nhìn hấp dẫn quá hả Trang? Rồi cái món mà mì trứng chiên này á, mình phải ăn với tương ớt cũng ngon nha Trang. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra cho mấy cái đó. Lỏ ngoài nó giòn hết Trang. Dạ. Cái này giống bánh pizza. Tụi con ăn cũng đang bánh pizza hả? Cái này đáng lý ra mình làm mỏng mỏng hơn á, mình nghĩ nó sẽ giòn hơn á Trang. Con ăn thử nha. Mời các bạn nha. Bên ngoài thì nó giòn, ở bên trong nó không được giòn lắm. Cái này do mẹ làm hơi dày, bởi bên trong nó có độ dẻo không đúng không Trang? Dạ. Thử cái béo không trứng. Mời các bạn nha. Cái này á, cái vị béo của trứng và vị của mì nữa các bạn, nó vừa ăn nó rất là ngon luôn. Thơm của hành, thơm của hành nhé Trang, hành lá của mình đó. Mình làm kiểu này mì mà lần này nhá, ngon quá trời luôn. Cái món này á, lâu lâu mẹ đổi khẩu vị cho mấy đứa ăn á, chứ mà làm cái món này ăn hoài cũng ngán giống như mì nước hết ta. Dạ. Làm nó quá mà mẹ chỉ có một phía thôi. Rồi rồi.
ăn hết rồi. Món này đâu đâu lạ miệng, bà Vinh thích nó không? Ngon quá, nhờ cho con nữa đi. Trời ơi, chị Trang mới ăn xong có miếng mà con cút hắt hai miếng rồi, Trang rớt nhanh dữ vậy. Sáng bữa nào mẹ đổ đổ cho mẹ làm món này cho mấy đứa ăn nha. Mẹ thấy cái món này làm cũng nhanh nè. Ngon quá. Có miệng cho ăn người ta. Con ăn lẹ đi, lát nữa em Vinh ăn hết đó Trang. Mẹ ăn miếng nữa đây, ngon quá.